Mà tôi thui mà ba má vé xu làm cái gì mà vui quá quá. Chứ gạo. Con chào ông bà trước đi rồi con nói chuyện. Dạ con chào ông bà cô bác. Em Tân Ngọc cũng xin chào ông bà cô bác, anh chị trên mọi miền đất nước. Và cảm ơn quý vị khán giả, quý nhà hảo tâm đã xem kênh của Khánh Nguyễn và Phong Nguyễn và Hồng Liên Phối. Xin cảm ơn bà con rất nhiều, chúc bà con sức khỏe. Xin chào bà con nha. Này bà chạy mấy trăm cây số giờ bà đuối rồi, bà cô bác rồi. Đó là nghìn cô. Với lại biết sao mà con biết sao kẹo này thơm thơm quá. Xả lại đây là kìm lòng đậu à, yeah. Móc lẫn rồi chứ. Vậy mới ghi hình lại. Ghi hình lại để không có bị sót cục nào mà cô bác ơi. Đây là những món quà tình yêu thương của quý mạnh thường quân nào vậy ba má? Của chị Hương Phùng. Trời ơi. Hương Phùng chị mới về đây mà sáng nay là chị đã phát 100 phần quà rồi đó, gồm gạo nè, nước mắm nè, rồi nước tương, rồi dầu ăn, rồi đường, rồi muối, rồi mì tôm, rất là nhiều. Mà bà con biết con nước mắm là nước mắm ngon, mấy chục ngàn một chai đó. Dạ. Chị về mới có mấy ngày là lo trao cái yêu thương, cái lọc đầu năm cho bà con. Cảm ơn chị Hương Phùng rất là nhiều. Chị Hoa có chỉ sáng phần quà là 400 ngàn. Một phần quà là 400 ngàn. 100 phần quà là 40 triệu đồng đó bà cô bác. Rồi hôm nay là chị chuẩn bị kẹo nè. Kẹo rất là ngon, rất là thơm. Thả bà. Vậy để mai mình đi mình ăn hả? Ăn vậy nhé. 246 người đó, anh ăn đi. Chỉ bê xu làm gì miệng nhấp nhép bê xu thèm dữ. Hồi chiều là cô có cho ăn rồi, ăn thưởng thức rồi. Thử rồi. Ăn thêm thấy sao? Quá ngon. Hai bà cháu làm gì quá lâu quá. Với lại đi từ hồi kia, 4 giờ kia tới giờ mệt quá. Nên kêu bê xu qua kêu phong qua phụ. Cái mau sẽ ăn lầu. Nói vậy chứ bây giờ chỉ làm 500 mình cũng làm, 500 dạ, phần mình cũng làm. 500 mình còn mừng đúng không? Ở trên bà con biết không, ở trên mấy áp mấy ngàn là không phải chỉ đi lần này là lần đầu tiên, mà cũng nhiều lần rồi. Mà lần này có chị về, chứ mấy lần trước chị gửi cho tụi em Phong. Nhật trên mấy ấm là chỉ là gửi đầu tiên đúng không? Mấy áp mấy ngàn, ừ. Chị này chỉ lên chỉ gửi lì xì nữa, tiền nữa nha ba, bánh kẹo nữa, lì xì tiền nữa, tiền lớn à. Dạ. Đợt này có chỉ đi chắc vui hơn bánh à. Đúng rồi. Mà không biết sao không? Sao mà? Chị thương mấy đứa trẻ như bắt chị mới đi. Dạ. Chứ chị mới về đây coi như là chưa có quen với hậu ở Việt Nam nữa. Tại vì cái mùa này mà con biết luôn khí hậu ở đây rất là nóng, rất là oi bức, mà mấy anh mấy chị ở Mỹ về thì chưa có quen khí hậu nên rất là mệt, nhưng mà chỉ đi là giữ lắm chị mới đi. Cái tâm chị lớn, cái tình yêu thương lớn lắm là chị mới đi lên Tây Ninh đó. Cái dùng này là nặng chịu lắm. Ủa sức bệnh này ngon quá, hồi nãy tính đậu hai bịch vô á, giờ bỏ hai bịch riêng á, phải không? Nhưng mà hai bịch riêng thấy xấu quá thôi, để làm lại cho đẹp. Đúng không? Dạ. Đó, hôm nay sao đẹp? Đẹp ở đâu á? Này cho là cũng thẩm mỹ á, mà cô bác. Đúng rồi, cho đẹp chứ. Nè, xanh xanh đỏ đỏ, cái em nhỏ nó mừng mà con ơi. Không, nó chơi chứ. Dạ, con lén nghe thôi nha. Dạ. Mẹ này nó con thì không quay rồi sao? Hả? Không quay rồi vô rồi. Thì nói gì nó không biết. Không ăn được cục nào không, nó thêm. Nó thơm. Nó thơm dễ sợ luôn. Với lại nó thật sự nha, nó thơm là rất hấp dẫn. Coi như là mình luôn á. Nhưng mà tại nó thiệt là con thương là em không phải hỏi ngọt. Chứ nếu mà em không ngọt là nãy giờ em chắc cũng ăn dụng rồi.
chị cũng có gửi cho con với chị hai rồi đó má. Vâng. Dạ. Các nhà cũng già nên nên là chị không có tặng cho kẹo nhưng mà chị cho những món đồ rất là giá trị. Dạ. Cái Xu là thấy vui không con? Dạ vui. Hôm nay thấy mấy bạn này nhận quà con mừng lắm không? Dạ vâng vâng bánh này nha. Đây mèo khen mèo dạy đuôi. Ba nằm cũng đẹp lắm á. Đẹp sẵn nè. Con biết không, hồi chiều thương thằng Phong dữ lắm. Tụi em đi Cao Lãnh nè, đi xuống nhà cho bé Hương đó. Bà con nhớ là bé Hương là cái bé mà bị mẹ bị ung thư mũi đó. Là của nhà hỏi Tâm, chị Hương rồi, của nhà Mạnh Thường Quân rồi, chị Tâm Đậu rồi, cũng cho một số tiền cũng khá. Rồi sau nữa là anh Duy với lại chị Hảo cũng mua cho chiếc xe đó Quy. Dạ. Chiếc xe xe đạp điện mà xe xịn luôn. Nên có cho bé đi học. Rồi trong khi đó mệt nhầu luôn. Nhưng mà nó là sáng mai đi là Phong phải lội ra chạy. Nhớ mắc cười đúng không? Dạ. Anh Phong, Phong nó chạy. Tôi bằng nó chạy. Thầy tôi lén nghe nè, mấy ông trong công an coi chừng ổng nghe là ổng giết thầy kia mà ổng chạy xe ba người ta cho nó mượn. Không mà chiều bắt cũng bắt thôi, giờ đâu bắt mượn quá. Bà ổng biết sao cái đầu bà em nói, ông ơi, chạy kiểu này công an nó bắt ba. Nó bắt mẹ con mình, ba mình bỏ luôn. Dạ, bắt là ba bỏ mình chắc luôn á. Trời nó coi anh biết không, chạy tùm lum cái mọc không có mà. Nè, ông, dạ. Bấm đi, biếm cái mọc không có. Nên là mới mua bọc này nè, chứ muốn mua cái bọc mà bọc xít để kéo cái miệng á cho nó lịch sự. Cũng dễ làm hơn. Nó dễ làm, bỏ vô không cái có gì. Luôn. Thì kiếp phòng thì kiếp quá trời. Mà tại vì mấy ngày nay là mới Tết xong. Có câu chuyện gì vui vui không? Kể cho ông bà của bác nghe không á. Xu, kể ra Xu. Kể cái chuyện tình của má luôn á. Trời ơi, con già hú nè. Con kể chuyện tình con đi con. Không vẫn có gì để kể. Kể lấy là ta nói vậy. Ta nói gì quên. Ba đẹp trai quá, không mê cũng ngủ. Hả ba? Bây giờ ba thấy còn đẹp trai à, nói chứ cũng đẹp dữ lắm quá. Mê cũng ngủ. Trời ơi chết. Lộn bên đó. Đừng bánh tay, đừng ghét má nấu nha con. Không có đâu á. Đừng bánh vô tay tao. Trời ơi, Xu này dễ sợ rồi. Xu là số 1. Rồi nãy quên tắt tư quay bản quyền này. Không sao đâu anh. Có nhạc với bản quyền. Ba buồn ngủ quá, có chuyện gì ba kể cho vui ba. Làm nãy ngủ. Đi 4 giờ đi nữa. 4 giờ dọn đi. 4 giờ đi. Còn nhiều lắm. Còn nhiều lắm nè. Ba kể chuyện gì cho vui đi. Anh nhiên phu vượm tiền. Bây giờ là anh ba em đang nghĩ tới là kênh mà con YouTube có khăn. Ừ, đang lượm tiền nhiều nhiều không à. Hay mà ê, trời ơi. Chia sẻ ông bà cô bác ba Tâm mẹ Ngọc cũng làm một cái kênh, nhưng mà cái kênh đó là kênh ý nghĩa lắm bà cô bác, cũng tên là Tâm Ngọc, nhưng mà toàn bộ số tiền sẽ quyên góp giúp cho bà con hết luôn. Đúng rồi. Đang vui không à, đang chuyện vui vui gia đình nên đồng bà cô bác ủng hộ ba Tâm mẹ Ngọc luôn nha, để bà má có lãnh lương được YouTube, nhưng mà khó lắm không bà cô bác ơi. Khó lắm nhưng mà vẫn cố gắng. Nhưng mà Tâm Ngọc hứa vì bà con cái tiền đó là sẽ thiện nguyện hết luôn. Bình thường mình còn đi còn có tiền đó mình sẽ nhiều nhiều hơn nữa chút nữa. Rồi mình có tiền thì lúc qua Quy với Phong nhiều người chi quỹ cho Quy với Phong nè. Dạ. Gửi quỹ cho chia cho hai đứa có đi giúp bà con. Tiền chứ nhiều quá giờ sao á? Nhiều quá cũng giúp hết luôn. Không có thiệt mà. Tại vì bà con cũng thấy đó, hồi đó giờ vợ chồng em không nói đâu, nói là làm. Mà ở đây thì vợ chồng em cũng cảm ơn trước là trời Phật cũng đậu tiền cho Tâm Ngọc làm
có đồng ra đồng vô. Hiện giờ nếu mà được sự coi như chiếu cố của quý vị khán giả của bà con thì Tâm Ngọc anh Tâm em chứ không phải em đâu, có được cái tiền của YouTube á thì gửi cho Phong với Quy đi từ thiện chứ cũng không không xài. Tại bà con mình có đủ lĩnh đồng, đó là để gửi cho bà con. Mà con xem ủng hộ chia sẻ nhiều nhiều lên. Đúng rồi. Bình luận tích cực lên không bà cô bác. Không ơi, chết là chia chỗ này chết rồi. Bán chỗ này lỗ không? Lỗ không ơi. Chị ông vùng giao cho 40 kẹo và bá lửa luôn. Mà kia có ra có mấy chục bịch à. Hai đứa bịch mất. Thôi, tạm biệt. Đây cũng sao phải chỉ thương chỉ cho nè, chỉ có đứa nó nhỏ xíu mà đâu ăn được, nhưng mà chỉ thương chỉ cho nó vui vậy đó, còn con nó vui. Cảm qua cái lúc mà trao quà mà mấy đứa nhỏ nó mừng, nó là hạnh, chỉ là hạnh phúc đó, với bà con hạnh phúc lắm á, với mình cũng vậy lắm á. Gom bỏ vô vỏ mới đi quá trời là một nhà đi. Này là làm cái này là xu là cũng có công lớn nhất đó nha, không phải nhỏ đâu nha. Ông bà cô bác mình đừng cho những lời động viên bé xu. Ngày nay đi sao con mấy sao xu? Dạ. Ngày nay đi con mấy sao? Dạ. Mà vui lắm. Mà vui lắm mà. Mà sao mắt gì mà chiều mát gì một đám mà khóc dữ vậy hả? Trời ơi bà con coi xem clip đi là bà con thấy trời ơi mát gì mà khóc không à, khóc mà lúc đầu là bị Diễm khóc trước, xong rồi cái là con cầm tiền được, xong rồi chị khóc là con tiền được 5 giây là con giúp được 5 giây nữa con điểm dây á hả? Chơi chuyện chuyện năm nay em chuyện luôn đi. Em không cảm xúc mà làm sao mà chuyện được. Mình nói gì chứ mình lớn mình chưa chắc chuyện. Con làm gì cũng hò đâu như đây hoài sao? Dạ không có, đâu đang kiếm cục kẹo gấu. Không sang sẻ cho đều luôn ha. Wow, nhà này ngon quá trời luôn. Mà công nghiệp ghê, chỉ đi về mặt thấy ghê mà làm nghe ông từ quán gì đây. Thiệt, nói thiệt là những người có tấm lòng lớn thì lắm mới làm được chứ. Nhập em, dắt em, sắp tâm mẫu, em bỏ luôn bà con ơi. Thiệt á, quý là cái lòng á, chứ còn có người ta nói là ở Việt Nam cái gì cũng có. Nhưng mà điều nói thiệt, không phải là mình nói mà con có nhiều người hiểu lầm em chứ. Nhưng mà cái này quan trọng nhất là cái tấm lòng này. Dạ. Mà thật sự là nó được chạm mỹ con chứ lắm. Thơm á. Ông ăn thử cục thôi không? Nó bị trục chặt quá. Má bóp là bị trục chặt quá. Cái này mà không biết ăn mà. Cái này mà cho anh bé chúng mới cho bà già. Nấu với mày. Ừ. Sao rồi không? Từ từ quá. Con máy người ta tặng tới tuổi quá. Thôi kể cho con nghe nha mấy Tư. Hồi chiều con chạy như các bạn cầm cầm ngoài lộ mà không có đồ nấu. Rồi cái chị kia đi kiếm quà mua cái gì bấm quà. Yeah. Ông mấy cái chị kia tụi nguyện quá kêu con qua. Rồi hay nữa đi câu lãnh thì cũng có nhiều người biết tin con Nguyễn. Tôi rất là gì. Cái fan của Phong lại kêu lại cho kìm bấm rồi cho luôn gì đồ bấm luôn á cho hết luôn kìm bấm luôn cho hết luôn còn không xong rồi nếu mà nuôi này bà đuối luôn từng bà quá trời mình kiếm gì tác không? Cái gì mà? Ông nhỏ
Được quà khủng, lấy làm phè. Giống như bái á. Được quà khủng. Rồi. Đập hộp á ba. Lấy làm phè. Dạ. Dạ. Còn tem luôn á ba. Coi chừng phỏng tay ba ơi. Chưa có ớt. Ớt với mùa cái giang kiến cũng là có ăn. Cục trà không là 50 đô đó ạ. Còn qua hết pin cục trà đúng có 20 phút rồi này. Cái này chưa có dán luôn phải không? Dạ. Ba giờ đăng ký allow á. Allow nó làm cái allow cho máy cho ba. Allow nó làm cái mới hoặc cái cũ cũng được. Dạ. Ba cái allow cũ để qua. Hay là làm cái mới luôn. Đừng hơi lớn quá. Đâu có ăn cục nào đâu. Hết thấy hết gần hết hết rồi mà cái kêu mấy đứa nhỏ vô không dám ăn nhiều nói với nhiều lắm ba cú bự luôn mà. Chị hai đi ở ngoài quê vô có quà chứ không? À, có quà. Nãy ba nói sao? Dạ. Ba nói lấy hai cái bịch kẹo của Phong chia luôn em. Xong rồi. Xong rồi. Để đây em á. Cái xong rồi má mới nói anh ơi. Cái đó là tôm cái xào chi á. Dạ. Chứ ba kẹo là tôi rất luôn á. Nó má cầm nó bấm dễ. Có cây kẹo mượn quá nên cũng rất là khó. Úp xuống theo chiều nó nhiều. Nó dễ. Kẹo này mượn. Cái cục bự này chắc xương thầy nhậm lắm á. À, nó nghe mấy ta nấu kẹo mì có khác thì không. Đây kẹo tí tí rồi quá. Mà nó thơm nữa luôn. Ừ, mà này nó thơm không? Giả ra nó thơm nực nằm luôn á. Thơm là có thiệt chứ nãy giờ ấy ấy vậy chứ muốn nhiễu nước miếng luôn xếp kẹo vậy nè nó thơm. Muốn nhiễu nước miếng tao già là xấu quá gì quá bùng quá gì quá tao có bùng cái kẹo con gấu hồi nãy á là trong siêu thị cũng có bán cái vịt chan vậy á nhưng mà nó ngọt lắm. Ừ. Nó không có ngọt gì nữa kẹo đây quá là trong vịt kẹo nhiều quá trời. Dùng cho kẹo mà gì có tiền nữa. Ừ, kẹo mà tiền. Thì nếu mà người ấy thì có kẹo như được. Rồi sẽ phát dưới cho mọi người đúng rồi không? Đó, vậy đó. Đó, thôi. Đúng, đẹp cho bầu. Mèo kêu mèo về luôn. À, đau lưng rồi nha Phong. Dạ. Đau lưng. Mỏi lưng quá bổ rồi.
Nhìn dữ quá. Nhìn sao? Tao xếp 5 món mắm mình cũng nhanh chứ. Mốt mình đi làm được đó. Nè, má một con muốn mang miệng không cho mày muốn. Còn một mốt có cái cô bác quá. Mình gửi về để mình làm nữa mới. Cô bác không gửi tiền gửi kẹo. Cái gì cũng quý, cái gì cũng nhận. Mà cười quá. Trời ơi, kẹo ngọt mà. Dạ. Nhớ chị Châu với anh Tâm nữa lên cho má gì sô-cô-la với lại là nước hoa không? Hồng năm gì có ngọt mà gì có thơm nữa. Hôm đó bà có cho mẹ ăn kẹo không? Có đâu. Ăn kẹo ố. Kẹo ố là giống như bột, cái nó rắc bột rắc rắc lên không chồng. Kẹo đó tao kêu ố không chồng. Mà hồi nhỏ như ai cũng ăn kẹo đó. Chứ đâu là kẹo ố, kẹo dừa là những cái. Dạ. Dạ, đất sô-cô-la. Nó nói gì nó dữ không? Bấm cái này, này ừ đúng rồi. Được rồi em. Có kẹo nó chổi luôn. Bấm ông vô. Xù này quá xong luôn. Xù vô sao thiếu. Không có, là bổ, hồi nãy bổ vô, đã thiếu rồi bổ vô cho cả đống. Thấy ít quá con không được. Cứ tìm tìm vô. Đây. Nói rồi thiếu luôn. Hết rồi, hết rồi. Là đâu á? Còn quá. Không phải là tâm. Giờ mắt vòng cũng hết tới đường rồi mà con. Còn được quá. Đi từ Hồng Viên tới giờ, còn giờ còn ngồi đây có kẹo. Ừ. Tưởng đồ nãy giờ không bấm chết luôn. Đi từ Viên tới giờ nó còn ngồi đây có kẹo nè. Ba má là mặt chết thôi, còn trẻ rồi. Cái này lát xong rồi mày đem về bán nha Phong. Trời ơi, tối con mò mò con ăn hết à. Đây tao cũng sợ, tao mò, tao đói tao ăn mày. Bên con chịu quá, dặn như ông chủ nhà trọ vô. Không đủ rồi, xu quá cũng đẹp lắm. Ăn
làm chút rồi. Đây, không thể ông ngóng nấu. Một lần nữa. Thành công rồi. Thành công. Nhiệm vụ gì ba? Bà con ủng hộ quá trình. Cảm ơn bà con rất là nhiều. Mà nói thiệt nha, nhiều khi thương Văn cũng thương nhưng mà nghĩ lại cũng thương lắm. Ông Nguyễn nó nhiều ghê. Nhiều khi đi làm. Đi làm rồi một mặt đi làm rồi về rồi phải kiếm đi một xíu tiền YouTube để lo cho vợ con. Mà đi làm rất là xa. Cũng về gần nhà ba má luôn. Rồi bảo vệ mong bà con là thương Khánh Nguyễn, ủng hộ cho Khánh Nguyễn. Nó lại tốt nữa mà. Vậy làm tốt nữa. Thầy ơi, làm đủ nó nè. Không có nào ấy. Chứ giờ không đủ sống thì phải phải làm cái này bên kia chứ, phải bay nhảy chứ. Cái chút như còn trẻ mà phải tính tích lũy tương lai rồi cũng thương ghê. Mà nhất là coi mấy cái clip mà nó đi làm gì, nó mua đậu hũ về ăn. Trời ơi, mua đậu hũ về ăn á, lo với Thảo với mẹ ghê. Sắp xong rồi con. Ráng lên, ráng chút xíu nữa nha. Ráng chút xíu nữa cho qua. Ráng chẹo luôn rồi. Không. Dạ. Ráng chút nữa không. Giờ làm nó ngồi hết nấu nó không luôn không. Cố gắng lên má. Bà con like ủng hộ cho ba má. Xin đây, xin đây. Ủng hộ cho ba má với Khánh Nguyễn nhiều đi, Quy nhiều đi. Còn em thì không thả. Khi nào bà con, khi nào bà con thấy có thời gian rảnh thì ghé mắt vô tụi em tăng động xíu thôi cũng được. Còn cho mấy đứa này chứ nhiều. Được chuyện quá, không ra chân. Kỳ vậy không? Trời ơi, cũng cuối rồi người kỳ. Gì kỳ, còn rồi con. Thật không? Dạ. Mình đừng nói còn có nhiêu đó rồi lắm hết đây là. Mình đừng có nói như hết, em không? Chụp kẹt quá. Thôi nhau đừng có thầm. Mà nghỉ chút xíu đi mất. Nghỉ gì, làm mẹ đi ngủ nè, trời ơi. Giờ này mới nhiêu? Mới giờ chậm hả? Dạ, thử được không? Mới, dạ. Mới 11, mới 11 giờ rồi. Bình thường bố làm thứ 2. Bình thường. Dạ. Rồi, xong rồi. Thì cái này xác định lấy chút hộp của mình. Không có luôn mà hộp. Rồi, xong rồi con. Xong phim rồi con. Không, từ quá. Tôi chừng ba chân nữa nha. Ông người kêu chị hai đang cho một bịch thun cọp. Nè muốn á. Để lát nói gì cái muỗng. Cái muỗng bà xuống. Anh làm em đi xuống dưới khách sạn mượn thôi mà con. Để múc kẹo. Sợ dơ. Sợ dơ á. Bên lưới bông kẹo, anh Tâm còn dặn em về mà con. Múc là phải kỹ kỹ nha. Hư cái muỗng là một. Mất cái muỗng là hai, là phải đền cho khách sạn. Yeah. À, em nói vậy nè. Không, anh đi làm từ thiện, lỡ mất cái muỗng nó có đền đâu, anh sợ. Ừ. Rồi xong luôn không? Không được không ông ơi. Hay này kia cái này ta cho quá vậy quá. Không phải. Trời ơi. Người ta cho được á. Người ta cho bắt con làm con làm mư rồi đó thường ta không. Nói vậy thôi. Không giờ đi dẹp đi ngủ đi, ngủ quá. Không chỉ nghỉ. Dạ, vậy con ngồi đây làm nha. Coi cái này không phải. Nè. Em sao? Không được thôi. Không được thôi. Để kêu chị Hai sáng đèn cho mấy con thôi. Okay.
đây để gom luôn. Không được rồi, để đi con quay. Con bọc đây. Cố gắng luôn. Mấy mấy cái bắp này đâu có ai đâu. Mình lót bạc quá. Không giờ đâu. Không giờ đâu sao. Ông ơi, dạ. Xuống nước sắp hàng đi, má phát kẹo cho con là đi ngủ. Làm nước sắp hàng đi, xong vắt kẹo trong ốc đi rồi đi ngồi. Hay là nó không có, nó thấp. Cứ mới kẹo đi, giờ đi ngủ. Ngủ không? Hát cho người mệt đi, đi ngủ. Một chia đều rồi chưa? Nhiều như lắm rồi nè. Cái nóng cái này. Được chưa? Được chưa? Mấy cái này được rồi con ơi. Được quá. Ô, hú hồng, mừng quá. Bấm hết công sức rồi, nó đừng bấm ngay cho mấy cái cây. Thôi chừa đi. Còn có miếng nữa thiếu không ông ơi? Mấy con đống đây nè. Phải không? Còn nữa hả? Dạ. Đó, dần dần ngon. Thiếp đi cho chú bắt lẹ. Trời, làm đi lẹ không? Đây lúc chìm nghiệp rồi mới ra hết luôn rồi. Giờ làm thăm bắn luôn phải không? Dạ. Rồi. Đây là đừng bắn vô cây nha. Rồi. Có cái cục cà bự quá là nó mới chảo lên thôi. Mới nhiều. Dạ, mỗi thứ. Này nó nhỏ. Rồi không? Rồi này. Quá nhiều. Như là uống mà biết. Ừ. Hai cây mà hư. Bao nhiêu đâu đây bỏ vô. Ê, lấy ai cùng nghe mử ra ăn. Lấy ai cùng nghe mử không? Không có quá. Ừ, mắt thấy được. Nấu giảm gì chứ giờ ướp gì có dài. Bịch kẹo nữa, làm nữa, đem cho khác nữa cũng mạnh. Ngủ tại làm đúng rồi, cũng làm nữa. Tại vì nghĩ tới là mai mấy đứa nhỏ nó nhận quà của chị ông Vùng, nó mừng á. Nên mình cái cảm giác đó mình rất là thích. Nên nhà cả nào cũng làm á. Giờ này chú không kèm được, vậy là mừng nữa con. Chứ còn tức còn 4 giờ đi tới già nữa mà. Đi ra lại tiếp tục 4 giờ nữa. Bà hay lắm rồi đấy. Bà chờ má mồ mỗi luôn. À. Ủa có phải thằng cha nữa. Thôi. Cố gắng mình coi xong xong rồi. Sắp xong rồi. Mẹ mình cứ băm cái bánh đây rồi mình ngủ. Đưa đây, điện qua đây mở ủng hộ. Khoan, khoan. Từ từ.
Phở này là em rồi. Rồi. Còn bịch mà hai bịch bác. Đặng ngày tệ. Còn cái xu nữa nha. Xu, nhanh lên con. Nhờ anh khép chương trình đi quá ơi. Anh đi. Ê, còn hai cục bên kia quá. Để dành không? Thôi đi cho cái xu được quá. Nếu nãy giờ mà không ai. Rồi, 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 cục cũng hai. Nè, thưởng nè. Cảm ơn. Cảm ơn cô Hương nè. Con cảm ơn cô. Xu khép chương trình sau. Khép chương trình đi con. Chương trình gì? Tạm đi. Không có biết gì đâu. Ông khép chúng mình đi Phong. Trời ơi, buổi tối cũng kết thúc không mời cô bác. Buổi tối hơi buồn ngủ một tí nhưng mà ấm áp tình cảm của chị Hương Phùng dành cho những đứa trẻ nhỏ ở mái ấm mái ngàn. Cảm ơn ba Tâm, má Ngọc cũng tài trợ phụ với chương trình với bé Xu nữa. Hôm nay em ăn ké bà con. Ăn ké không? Chúc chị Hương Phùng với bà con cô bác nhiều sức khỏe. Hẹn ngày mai sẽ gặp lại ở clip trao quà mấy ấm 2000. Rồi, cảm ơn bà con. Hẹn gặp lại. Rồi, một clip. Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem nè, ở phía sau lưng Phong là một cây vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á là giấy tờ ở bên đây là bên sở y tế, nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây được xác nhận và chứng nhận của chú anh chị. Cho bà con uống hết bệnh thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc, và cũng mừng cho hai đứa con luôn. Cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Sẵn đây thì anh cũng nói luôn, thì bây giờ không mà cô bác, thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, rồi viêm đa khớp, tất cả các bệnh về xương khớp á, thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi. Cứ liên hệ số điện thoại của Khánh, thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi Phong thôi đó. Thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều, và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp á, thì có thể liên hệ trực tiếp cho gia đình